nuôi cũng chưa được luôn, con nuôi cũng chưa công nhận. Thì còn đất của ông đó thì của ông, bà Cao Thị Cúc và bà chủ đất đó, chứ chưa có chuyển tên cho ông Ngô Tùng Vân luôn. Ở đất đó thì gồm đất công nghiệp, đất vườn, chưa có lên đất hữu cư, thì xây dựng trái phép là người ta chưa chấp nhận luôn. Thầy, em nghe ông Lê thông tin là ông Lê Tùng Vân này sắp vô tù rồi thầy, thì thầy có chia sẻ gì với ông không? Thì nếu nó giả thì có vô tù thì nó cũng giảm từ từ, mà thầy nghĩ pháp luật thì nó tóm gọn người tu thì không có vô tù đâu, có thể là vô đó giống như nhập thất á, 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi ra, nhập thất cơm nước ngày ba cử, tới giờ ông cứ ngồi thiền tụng kinh đọc sách. Nhưng mà cái này nếu mà người ta xét cái lực ổng còn vi phạm thực sự thì thầy nghĩ ban trị sự của giáo hội sẽ làm một cái khu nó tóm gọn nhốt lỏng ở trong cái phòng đó, ngồi thiền tụng kinh, ta bám sát cắn camera mỗi ngày, ông phải lo kinh lo kệ cho đến cuối cuộc đời cũng chết thôi, là tu trong đó thành Phật luôn. Thầy, là giáo hội Phật giáo Việt Nam là không công nhận ổng á thầy, thì làm sao mà giáo hội can thiệp vào việc này được thầy? Thì trừ khi ổng giết người cướp của mới vô tù, chứ còn ổng đâu có gì sai phạm, ổng vô tù. Ổng nhiều người tố ổng là lộn lưng với con cái rồi, với cháu gái rồi thầy. Với thì lại, nếu mà xét báo mà cháu nội thì con ở em thì hồi đó người ta bỏ lâu rồi, thì giờ cái đời cháu này nếu mà ổng có ở với một đứa cháu mà nọc với một đứa con á, thì đời ổng đã vi phạm hai lần là phải vô tù thật sự. Thì bao nhiêu năm tù? Thì hồi xưa tới giờ trong cái luật hiến chương hiến pháp chưa có cái luật mà loạn luân kìa anh em hay chị em ở mà phạm mà có, nên chưa có phép xử. Nhưng mà có thể ta cho một cái, giờ ta có thể hợp chế một cái luật nào đó để vi phạm, để cho có cái luật. Chứ còn hồi xưa tới giờ đâu ít có ai mà anh em với cha mẹ đồ ở với nhau lắm, hiếm nó có lắm. Thì có vài vụ hiện giờ ta chỉ chiếu là bao nhiêu năm ta sẽ cho tùy theo nặng nhẹ, nó xét độ tuổi như thế. Xét độ tuổi nhỉ, đúng rồi. Thì và thứ nhất là nói tóm gọn thì do đó chính quyền công an điều tra vào cuộc, người ta xét theo cái luật thôi, tính theo cái thời gian và làm những việc gì đó. Thì cái này thì thầy chỉ là một luật sư, chỉ là tìm những chứng cứ rõ ràng thầy mới dám nói, còn không có chứng cứ thầy không dám nói. Nó ẩu nó tả là không được, phải có chứng cứ và có cái tích mới nói được, còn không có thì không thể nào nói được. Thì giờ vấn đề thì giờ mình mục đích là hỏi vấn đề gì thì thầy chỉ trả lời về vấn đề đó thôi. Dạ. À, có thông tin là bà Hằng bà nói là tao 1 tỷ cho ai mà tìm thấy Diễm My á, thì Diễm My thì hàng ngày vẫn ở trong tỉnh thất và không cho ra ngoài, vì cái đó là cũng là cháu ổng, nên là nó đến đó nó tu thì nó xuất gia tại tỉnh thất Bồng Lai đó, và khi mà nó chưa vào thì nó khóc cũng nức nở, nó muốn cầu xin, nó van xin, nó muốn được ở cái trung tâm đó. Thì khi được ở rồi thì đâu có được ra ngoài đi tung tăng, đi chơi, đi nhảy, đi múa hay đi lang thang được. Thì khi ở trung tâm thì nhốt và đóng cửa mãi mãi trong đó không được ra ngoài, thì nó cảm thấy nó hối hận, nó không được tung tăng ở ngoài xã hội để vui chơi giải trí, thì nó cảm thấy nó hối hận thì nó mới bức xúc nó nói. Nhưng thực tế thì hàng ngày bé Diễm My vẫn ở trong trung tâm thiền am bên vũ trụ đó và tỉnh thất Bồng Lai. Thì năm trăm đó hả? Dạ. Thì nó mỗi ngày nó đút cho mấy đứa em nó ăn, là mấy đứa mồ côi nó sao đút. Con sáng con thấy cái Nhất Nguyên gì đó kêu là dọn đi gấp tại vì không tìm thấy được Diễm My. Cứ nói người ta nói vậy là sao? Hai cha con đó. Thì thầy nói vậy cho mình nó tóm gọn coi, nó cho mình nó có cái giống như là ổng là phần thường cũng câu like câu view và ổng cũng muốn làm cho nhiều cái tin tức, nó làm cho họ hấp dẫn giữa người nghe và người coi trọng. Chứ còn mất tích thực sự thì đâu phải đơn giản, nó đưa ra cái công an phải chi tìm liền, tìm kẻ lạc, tìm người bị mất. Cha con Tùng Vân đó là kiểu như đổ tội cho lại công an á, kêu là lên đồn công an mà xong rồi mất tích luôn á, là đổ tội cho công an, ý là thì
thì đổ tội nó tóm gọn quan thì nó sẽ ngược lại, sẽ bị vi phạm pháp luật nữa. Ví dụ mỗi cái cộng thêm tội nó càng nặng, càng trằn trọc lên. Thì trong thời gian thì đây là cái vấn đề rất là phức tạp, theo Bộ Nội vụ đã kết luận rồi, theo Mặt trận Tổ quốc và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương, Ban trị sự của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc, Ban tôn giáo, cũng như cơ sở lao động thương binh và xã hội và các bộ và ngang ngành trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh và trong Trung ương ở Hà Nội đã kết luận rằng thì trong thời gian ngắn nhất phải làm sao cho thứ nhất giải tỏa các cháu phải di tán đi một nơi nào khác. Rồi tất cả ổng tu thì ổng không có một thầy đỡ đầu, và giáo hội thì không công nhận là ổng là người tu, rồi chùa thì cũng chưa có giấy tên hiệu bản chùa. Rồi kế tiếp thì đất đai thì do một người đời đứng tên, là không phải là ví dụ như là cha mẹ nói chuyện hoặc là chính ổng đứng tên, mà này là một người không biết là người đó dòng họ anh em hay là người cúng dường, mà là vẫn còn tên là Cao Thị Cúc. Thì Cao Thị Cúc này cũng với anh em của người ta hùng lại dẫn kiện ông Ngô Tùng Văn luôn. Thì cái khúc này chính quyền là khó xử hơn nữa. Phải như đất đó ổng đứng tên thì đất của cá nhân, dù ổng có đúng hay sai cũng là đất của ổng, ổng có quyền ở, có quyền xây dựng. Nhưng mà đất ổng không được ủy quyền cho ổng đứng tên, rồi ổng cũng không được phép, là đất đó cũng chưa được là thuộc ở hồi xưa tới giờ. Ví dụ như cắt một cái nhà mà được giống như chùa thầy đây á, hồi xưa là một căn nhà tình thương, có giấy quyết định của ủy ban huyện của thành phố cấp cho mình và bổ nhiệm quyết định cho mình căn nhà này có giấy phép đầy đủ. Như cái chùa thầy là có giấy phép đầy đủ. Rồi ổng thì một cái cơ sở là dựng tạm nhà tiền chế, chưa có bản hiệu và chưa được có giấy quyết định gì dù đơn giản nhất. Rồi cái vấn đề chỉ cho thời gian trong 10 đến 30 ngày hoặc 3 tháng thì các di dời các tượng Phật của ổng phải đến một cái nơi nào đó nếu ổng muốn. Dạ, theo thầy tôi có hỏi thăm là bà Hằng còn quay lại nữa không? Thầy nói thì chính quyền đã họp báo, đã ban trị sự đã quyết định, và cũng như toàn thể các lãnh đạo đảng và nhà nước đã có kết luận cuối cùng rồi. Thì giờ chúng ta không có lý do gì mà để mà thắc mắc nữa, mà đến để làm gì nữa. Để chắc em xuôi cái gì đó hả? Đã xong rồi, ăn khua về nhà nước mà. Ăn khua về nhà nước ta quyết định. Chứ còn bà Hằng thì không phải là một lãnh đạo, hay mà là bả là nữ công an, hay là bả là một luật sư, hay là bả là một người quản lý của trung tâm thiền am bên vũ trụ đó. Mà giờ khơi khơi giờ bả đến tìm thì đi lễ Phật thì lễ lần rồi, thì bả đến nữa thì cứ đến đến lễ Phật hay là đến gặp ổng để trao đổi thì cái chuyện đó cũng bình thường, không có gì để lạ. Nhưng mà đến không được thì thôi, chứ đến chi hoài. Cái lời thầy mà xuống để nói với ông Lê Đồng Văn ấy, thầy cũng giao lâu với thầy, ông mở cửa thầy thì đã nói rồi, thầy xuống không có gặp dở thầy xuống. Nhà của mình, ổng đón tiếp ai, công quyền quyết định của mình chứ. Dạ. Thầy xuống ông muốn đón tiếp. Thì đón tiếp xong đón tiếp, thì người nào ổng khích ổng đón tiếp. Nhưng mà thầy khích ổng đến, ổng giờ chở ông đi, mà chở ông qua đây chơi, mà chở mấy chú tiểu qua đây hết, thầy nuôi thầy cưng lắm. Chở ông Lê Tùng Văn qua thầy chơi hả? Ừ, đúng. Chở qua trò tiện tâm sự rồi ngủ qua thầy đi, để ổn định thời gian cho nó lắng động đi. Thầy ngủ trên kia thầy. Thầy có gác nhiều lắm, nhiều có phòng máy lạnh đồ có hết. Ông thầy ba đứa ở lại thì tối thì dọn cái phòng rộng ba thầy trò tâm sự. Tối á thầy, con không mang đồ sao? Thì tắm xong bằng đồ đó nữa. Ui, giờ. Còn cái gì nè, ở chuồng tắm xong cái giờ dắt cho khô đồ đó sáng mơ bằng đồ giờ. Hồi đó thầy vậy, thầy đến những cái nơi mà chùa mà thầy quên đem đồ á, thế tối thầy giặt đồ đó, cái mình chùm mền vô ai thấy gì đâu. Thế đâu cây sáng cái nó ráo chứ nó hơi ẩm ẩm á, bạn vô lát khô tiếp. Nhưng mà nhớ mai tối ngủ thầy đỡ cái mền nó quê. Câu mình ai dòm. Biết đâu thầy vô thầy sợ đuổi mũi giúp con thì dỡ cái mền quê. Cái đó thì cũng cùng giới mà đâu, đồng giới đâu phải khác giới đâu. Nhưng mà cũng quê á. Quê gì quê? Đẹp. Đẹp hả thầy? Đẹp, ngắm nhìn. Thầy giờ mấy đứa trẻ tỉnh đó online, nếu mà không có ai nuôi thì thầy có sẵn sàng nhận về không? Nhận hết.
thầy giờ cầu nguyện nhận thật đông để nuôi các cháu để sau này làm việc Phật sự. Thầy giờ rất là nhiều quốc gia, nhiều nước thầy có cơ sở hết rồi, mà giờ nhờ nhận các cháu về để sau này nói chuyện các chùa. Giờ thầy có 108 chùa, trong chùa này là 109 nè, đang cũng khắc phục rằng hoàng sao có giấy tờ hợp pháp lý để sau này cũng đừng có để đoán tiếc nhiều cái hoàn cảnh xảy ra giống như bao nhiêu hình xá tỉnh thác chùa khác. Thôi nghỉ với Lao một chút.